Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 2019. Con đang tại trong một thiền viện của Thái Lan, trong một cái rừng thiền tu theo truyền thống sơn lâm của ngài Ajahn Chah, Lõng Bù Manh và Lõng Bù Sảo. Hôm nay con xin trả lời câu hỏi với chủ đề là thiền, rằng tại sao lúc ngồi thiền xuống, tim vẫn đập, hơi thở vẫn vào ra, máu vẫn chảy, mà hành giả hành thiền không có nhu cầu muốn dừng lại những thứ đó, mà lại muốn dừng lại suy nghĩ của mình. Đây là cái nhìn chủ quan của con, mong đại chúng lắng nghe và ứng dụng. Mình muốn dừng lại suy nghĩ là bởi vì suy nghĩ nó có một cái quyền năng đặc biệt, nó có một sức mạnh đặc biệt hơn với cái thân vật lý là máu, là hơi thở, là con tim mình. Nó có một sức mạnh đặc biệt ở đó, cho nên nó tác động với một cái sức mạnh đó lên riêng mình, nó khiến cho mình không có được bình yên. Còn cái điên đảo vọng tưởng của con người mình á, đó là thay vì trở về cái quê hương, cái vốn chân thật của mình là ít có tạo tác, ít có tham, ở đó mới có bình yên thực sự, thì mình lại điên ngược ra bằng cái lòng tham và tạo tác đi kiếm bình yên ở bên ngoài. Khi mình bắt đầu thiết lập một cái cuộc hành trình kiếm bình yên, thì trên cái cuộc hành trình đó nếu có một cái chướng ngại nào đặc biệt thì mình sẽ dẹp loạn cái chướng ngại đó trước. Và suy nghĩ là một chướng ngại khá là ảnh hưởng, cho nên mình mong dẹp nó khi mình ngồi thiền xuống để mình có được cái bình yên. Với cái muốn khi ngồi thiền xuống để có bình yên, và cái suy nghĩ là cái thứ làm cho mình bất ý nhất, và mình muốn dẹp nó trước. Vậy thử hỏi, mình có cái điên đảo mộng tưởng gì với cái suy nghĩ mà mình cho nó một cái sức mạnh đặc biệt hơn là cái thứ có thật là con tim, hơi thở, là sự sống của mình? Bây giờ con xin hỏi, sự sống của mình, tim, hơi thở, máu chảy, với cái suy nghĩ, cái nào có thật hơn? Dĩ nhiên là cái cơ thể vật lý này có thật hơn. Và suy nghĩ là cái thứ không thật. Cái thứ có thật mà mình cho nó không quan trọng bằng cái thứ không thật. Vậy là do cái điên đảo mộng tưởng của mình. Điên đảo mộng tưởng gì? Thứ nhất là mình cho cái suy nghĩ nó có thật và nó thường còn. Suy nghĩ nó chỉ làm một việc thôi, đó là đến rồi đi, không làm một việc gì khác ngoài cái chuyện đến đi cả. Nhưng bởi vì nó đến quá nhanh và nó đi cũng quá là nhanh, khiến như mình không có đủ kịp nhận ra suy nghĩ nó vừa xuất hiện và suy nghĩ nó biến mất. Nhận ra một suy nghĩ xuất hiện khó, nhưng mà nhận ra một suy nghĩ nó biến mất càng khó hơn. Và càng khó hơn nữa là nhận ra cái khoảng giữa, là cái đuôi của suy nghĩ đầu và cái đầu của suy nghĩ sau, tức là cái khoảng giữa của hai cái suy nghĩ trước và sau, tức là lúc không có suy nghĩ. Cái định chúng ta khá là yếu, cho nên chúng ta không ở được, không thấy được cái khoảng giữa không có suy nghĩ, tức là cái vô tâm đó. Khiến cho cái suy nghĩ nó đến liên tục, nó tạo ra một cái dòng chảy bất tận, và chúng ta cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ này là chưa bao giờ có điểm dừng. Cho nên Nui Đề Cạt đã nói dùm cho chúng ta: I think, therefore I am. Tôi suy nghĩ cho nên tôi là. Vì ăn cơm nghĩ, vì làm việc nghĩ, và ngủ cũng nghĩ thành giấc mơ. Cho nên ổng nói chưa có bao giờ mà ổng không có suy nghĩ. Cho nên ổng nghĩ ổng chính là cái suy nghĩ đó. Thay vì nói tôi thở cho nên tôi là, con tim tôi đập nên tôi lạ, tôi sống nên tôi lạ. Đường này ổng nói ổng suy nghĩ cho nên ổng là. Bởi vì cái suy nghĩ nó còn thật hơn những cái thứ hơi thở, sự sống nữa. Và khi mình nhận ra được cái suy nghĩ nó giống như một đám mây. Một đám mây thì luôn luôn dịch chuyển và không bao giờ giống nhau. Khi mình thấy được cái suy nghĩ của mình nó vô thường, từng tích tắc như vậy, thì mình có nắm bắt nó nữa không? Không. Mình không bao giờ nắm bắt một cái gì mà nó dịch chuyển, nó từng sát na một nó thay đổi cả. Nắm bắt, cố níu giữ những thứ gì vô thường là một điều vô lý. Và mình cố loại trừ cái thứ vô thường đó cũng là vô lý không kém. Cho nên để cho mình không có điên đảo mộng tưởng với cái suy nghĩ cho nó một sức mạnh đặc biệt, thì mình phải nhận ra nó giống như một đám mây, liên tục di chuyển, liên tục di chuyển. Cái đó gọi là Phật dạy quán thân thì bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Thì tâm vô thường tức là đời sống của một suy nghĩ trước sau vô cùng ngắn ngủi. Nhận ra được điều đó là trí tuệ về vô thường của mình xuất hiện, của Vipassana.
Thứ hai, cái điểm thứ hai điên đảo mộng tưởng về cái suy nghĩ, tức là mình thấy có một cái tôi của mình ở trên cái suy nghĩ. Thế nào là một cái tôi của mình trong một suy nghĩ? Ý kiến này của ai vậy? Dạ của tôi. Ý kiến rất là hay, tự động cái mình cảm giác vui. Nó là một suy nghĩ, nói nó ra tại sao nó có một cảm xúc vui? Bởi vì có cái tôi của mình được người khác nhận ra. Ý kiến này của ai vậy? Dạ của em. Ý kiến gì mà thật là ngớ ngẩn, mình cảm thấy bị xúc phạm. Vì sao? Vì mình cảm thấy hình ảnh của mình ở trong cái suy nghĩ đó bị loại trừ. Một cái ví dụ nữa để ta thấy được, ta rất là ngớ ngẩn khi đồng hóa cái con người chân thật của mình vào một cái suy nghĩ. Mình thấy mình có một cái giá trị gì đó trong cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ nó mang đến cho mình một cái phẩm chất, một cái sự nhận ra nào đó. Ví dụ con người đây, mà con nói cái ghế này là của thầy Ngộ Phương. Quý vị thấy điều đó có lý không? Cái ghế này của chùa. Nhưng mà quý vị vẫn ngồi lắng nghe. Nhưng một lát nữa con nói cái ghế này là thầy Ngộ Phương. Thôi quý vị sẽ đứng dậy và nói rồi chắc ông thầy Ngộ Phương này có gì trục trặc rồi. Có nghĩa là sao? Khi vào quán ăn, bưng ra một cái dĩa cơm, dĩa đồ ăn, nếu như trên bàn người khác, mình nói của mình, họ quánh chết. Nhưng nếu là trên bàn thì mình nói món ăn là của mình hay món ăn là mình? Mình sẽ nói món ăn là của mình. Điều đó có vẻ đúng. Nhưng mình ăn vô một thời gian mình nói cái thân này là mình. Đó là một sự điên đảo. Tức là con người mình á, ở dưới ai, làm cái gì một thời gian thì lập tức đồng hóa cái con người của mình vào những thứ đó với con người đó. Và mình thấy cái giá trị của mình qua những cái con người mình ở, qua những cái thứ mà mình có. Ví dụ, anh có thấy con thỏ chạy qua đường sáng nay không? Không, từ khi tôi bận bộ đồ mới này tôi chưa thấy con thỏ nào chạy qua đường sáng nay cả. Tự động một bộ đồ nó cũng làm nên cái giá trị của mình với một sự đồng hóa lên bộ đồ, lên cái thân, lên những thứ cái thân có. Và sự đồng hóa nặng nề nhất đó là lên suy nghĩ của mình. Và mình thấy mình ở trong cái suy nghĩ đó. Đó chính là cái tôi bản ngã đồng hóa của mình vào trong suy nghĩ. Và mình cho cái suy nghĩ đó nó có thật, nó mang một giá trị. Khiến như mình ngồi xuống và mình suy nghĩ miết. Cái suy nghĩ nó có chữ của mình, nó có cái chữ tôi ở trong đó. Đó là cái điên đảo mộng tưởng thứ hai. Vậy làm sao mình phải thấy được suy nghĩ nó không có cái thực thể tôi bản ngã nào ở trong đó cả. Nó chỉ là... cái tâm của mình nó chỉ là một hố rác. Đừng có nghĩ theo nghĩa tiêu cực nha. Một hố rác tức là mình đi ra ngoài đường á, tai và mắt của mình nó nhận vào, không những tai mắt mà cái ngũ quan cơ thể của mình, nó nhận vào quá nhiều những thứ mà mình không có lựa chọn. Tự động xã hội nói gì, bộ phim nói gì, báo chí nói gì, những thông tin bên ngoài nói cái gì, là ở trong cái tâm mà nó nhận hết, nó bỏ trong đó thành một hố rác. Một hố rác trong tâm là rất tốt. Rất tốt là sao? May mắn là nó ở trong tâm để mình biết được rác ở bên ngoài, để mà mình tránh. Vấn đề rác ở trong tâm không có xấu. Xấu là bởi vì mình chui vô hố rác đó mình ở. Tức là mình đồng hóa cái con người của mình với cái mớ suy tư mà mình lượm lặt từ xã hội đấy. Đó mới là vấn đề. Việc của mình là đừng có đồng hóa thôi. Tức là đừng có cái tôi của mình lên trên cái suy nghĩ của mình. Mình nghĩ rằng mình là qua cái suy nghĩ đó là được. Đó là cách tu tập. Nó rất là thực tế hàng ngày. Con cũng hành trì như vậy. Mỗi lần mà mình cảm thấy, mỗi lần mình khổ là biết trong tâm mình có suy nghĩ. Cho nên mình vượt lên cái suy nghĩ là không còn nghĩa đau khổ với một con người nữa. Vậy vì sao mà tâm mình nó cứ suy nghĩ hoài nó như vậy? Tại sao mình ngồi xuống cái tâm mình nó suy nghĩ miết? Mình đi nó cũng suy nghĩ, mình ngồi cũng suy nghĩ, mình ăn cũng suy nghĩ, mình ngủ cũng suy nghĩ. Tại sao? Nó có hai lý do cơ bản. Một là mình làm ác từ vô thủy kiếp cho đến hiện tại. Và cái việc ác đó lương tâm mình không chấp nhận, cho nên ngồi xuống mình đã biết mà mình cứ làm, thành ra nó cứ suy nghĩ hoài. Thứ hai nữa là mình làm, mình nói và mình suy tư mà mình không có tỉnh thức ở trong đó, tức là không có chánh niệm. Thành ra bây giờ mình hỏi, ủa tại sao mà, tại sao tôi bỏ cái điện thoại chỗ đó mà bây giờ ở đâu rồi ta? Tức là mình mất cái điện thoại mà mình nhớ cuối cùng cái điện thoại mình để cái chỗ A. Bây giờ mình quay lại cái nó không có. Cái tâm mình nó không có chấp nhận và nó không hiểu cái lý do vì sao mà nó mất cái điện thoại. Thành ra nó không có ý thức cái lúc mà nó bỏ điện thoại là cái nhân, bây giờ cái kết quả nó không hiểu được điều đó, cho nên nó không chấp nhận và nó suy tư hoài. Như vậy, có hai cái lý do mà chúng ta muốn cho bớt suy nghĩ thì trong đời sống hàng ngày chúng ta phải thực tập, đó là bỏ ác và sống chánh niệm. Bỏ ác thì làm thiện. Làm thiện thì cái tâm nó sinh cái hỷ. Khi nó sinh cái hỷ á, thì mình ngồi thiền xuống, mình không có bất mãn với lương tâm. Lương tâm nó không có hối hận và nó không có lo sợ tương lai. Thành ra khi để cái tâm vào một đối tượng á, nó không có khó. Cái tâm nó dễ tập trung, gọi là tầm. Khi cái tầm nó có rồi, nó dính vô một đối tượng là tứ. Khi tứ nó có
với cái niềm vui mà làm việc tốt nữa là nó sinh ra cái hỷ. Cái hỷ nó nhiều một thời gian nó sinh ra cái lạc nó sinh ra cái nhất tâm là ở cái sơ thiền. Như vậy cho thấy cái tâm mình nó ít cái suy nghĩ là bởi vì mình làm việc thiện và hàng ngày mình sống chánh niệm tỉnh giác, là khi ngồi thiền xuống mình không khó lắm để mà ở lại với cái sự thực tập trên cái đề mục của mình. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, con có mấy lời chia sẻ kính mong đại chúng ứng dụng và thực tập. Kết lại là để cho mình phải hiểu được vì sao mà mình suy nghĩ, rồi vì sao mà mình lại loại trừ cái suy nghĩ, và để cho mình bớt suy nghĩ mình nên làm gì, và khi mà suy nghĩ nó nhiều thì mình nên loại trừ, hay là mình chỉ đơn thuần thấy nó như là một đám mây đi ngang qua và nhận thấy nó vô thường. Chỗ nào có đau khổ, chỗ đó có cơ hội giác ngộ. Chỗ nào có phiền não, chỗ đó có cơ hội giải thoát khỏi phiền não. Kính mong đại chúng hoan hỷ ứng dụng. Xa thuốc.